Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đã biết đến thương hiệu phòng cháy chữa cháy Fesco và Tech Hàn Quốc. Cho tới nay, năm 2023 đã được hơn 50 năm kinh nghiệm về sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy rồi. Là thương hiệu lớn hàng đầu thế giới về các giải pháp phòng cháy chữa cháy, gồm có đầu phun sprinkler, ống nối mềm sprinkler và phòng cháy chữa cháy chứng nhận ULFM và đa dạng giải pháp phòng cháy chữa cháy khác. Để tìm hiểu tại sao Fesco lại là thương hiệu phòng cháy chữa cháy lớn, nổi tiếng và uy tín hàng đầu thế giới, thì chúng ta hãy xem qua 10 điểm nổi bật về thương hiệu phòng cháy chữa cháy Fesco và Tech Hàn Quốc sau nhé. 10 điểm nổi bật về thương hiệu phòng cháy chữa cháy Fesco Hàn Quốc. Số 1. Là thương hiệu phòng cháy chữa cháy lớn top 5 của thế giới. Số 2. Sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế ULFM, LPCB và KFI của Hàn Quốc, sánh ngang với các thương hiệu về thiết bị phòng cháy chữa cháy lớn khác của thế giới. Số 3. Sản phẩm xuất khẩu rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Trung Đông, Úc và các nước châu Á. Số 4. Kinh nghiệm lịch sử sản xuất lâu đời. Từ năm 1973, tới nay đã được hơn 50 năm kinh nghiệm. Số 5. Tham gia sản xuất OEM cho các thương hiệu phòng cháy chữa cháy lớn và uy tín khác trên thế giới. Số 6. Có nhà máy rộng lớn, có trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, có phòng lab hiện đại và sản xuất đa dạng các sản phẩm van phòng cháy chữa cháy chứng nhận ULFM, đầu phun sprinkler, dây nối mềm sprinkler và đa dạng thiết bị phòng cháy chữa cháy khác tiêu chuẩn ULFM. Số 7. Có chi nhánh tại Nhật Bản và được thị trường Nhật Bản ưa chuộng thương hiệu Fesco, sử dụng ở các công trình quan trọng của Nhật Bản, các tòa nhà cao ốc, trung tâm thương mại lớn tại Nhật Bản, được chứng nhận bởi Trung tâm An toàn Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Nhật Bản. Số 8. Thương hiệu chiếm hơn 50% thị phần tại Hàn Quốc, có mặt ở hầu hết các công trình lớn của Lotte, LG, Hyundai, Samsung, các xe máy lớn của Hàn Quốc, các trung tâm tài chính, tòa nhà trụ sở của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Số 9. 100% sản phẩm được test trước khi xuất xưởng để đảm bảo chất lượng cao nhất. Số 10. Dây chuyền máy móc hiện đại, sản xuất tự động bằng robot. Bóng thủy ngân của đầu phun được sản xuất tại Đức để đảm bảo chất lượng cao nhất. Qua 10 điểm nổi bật trên, chắc hẳn các bạn đã hiểu vì sao Fesco lại là thương hiệu về giải pháp phòng cháy chữa cháy hàng đầu thế giới rồi. Nếu các bạn quan tâm tới thương hiệu Fesco Paratech Hàn Quốc, vui lòng liên hệ với đại diện phân phối của Fesco tại Việt Nam, chúng tôi PGTech. Địa chỉ liên hệ: website pgtech.com.vn, email sales@pgtech.com.vn, hotline 0962 875 986 để tư vấn về các giải pháp cho hệ phòng cháy chữa cháy và đa dạng các giải pháp cho hệ cơ điện M&E. Xin chân thành cảm ơn.